Xin chào mừng tất cả các cô bác anh chị và các bạn lại quay trở lại với kênh cụ huyền vi bất động sản Bình Dương Huyền Vi Kính chúc cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn có thật nhiều sức khỏe vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ à. lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới hôm nay sẽ review một lô 10m mặt tiền đường nhựa thuộc khu y Mỹ Phúc 3 Bến Cát Bình Dương để cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn những ai mong muốn mua đất kinh doanh thì cả nhà hãy xem hết video này nha và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả các cô bác anh chị và các bạn. À, vị trí à, bắt đầu từ cái mép tay em chỉ đến vị trí cái mép của cái nhà à, nhà xưởng này luôn. Tổng là ngang 10, dài 30, dài tới dây điện phía đằng sau. Tổng là 300 m2, thổ cư 100% sổ sẵn. Thì lô này cái mặt tiền phía đằng trước thì họ nó mượn để làm à, xưởng hàn xì nha cả nhà nhé và đường này là mặt tiền đường NI7 là mặt tiền đường nhựa thông ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Cuối đường này chúng ta cũng nhìn thấy là um, cuối đường chỗ xe đang chạy đó chính là khu công nghiệp luôn đó ạ. Thì từ vị trí này mà chạy lại với khu công nghiệp thì khoảng tầm có 500 m thôi, 5 700 m thôi, rất là gần luôn. Và trục đường này thì chúng ta sẽ chạy thẳng ra đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn. Đứng ở đây thì chúng ta nhìn thấy đường cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn luôn ạ cả nhà cũng thấy là xe ừ, ô tô tải đó cái 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 chóp của cái xe ô tô tải vừa đi chạy ngang qua đó chính là đường cao tốc Huy Phước Tân Vạn luôn nên là đường xá giao thông rất là thuận tiện lòng đường là hầm mười là 20 m tính cả vị hè nữa là 28 m nha cả nhà. Thì chúng ta nhìn lại lô đất này, vị trí bắt đầu từ cái mép tay em chỉ đến vị trí cái mép nhà xưởng sắt này là ngang 10, dài 30 dài tới dây điện phía đằng sau. Tổng là một trả, 300m2, thổ cư 100% sổ sẵn. Mặt tiền này tương lai kinh doanh buôn bán nha. Tại vì đường này gần với trường Trần Văn Ơn luôn, gần khu công nghiệp. Vì thế tất cả các cô bác, anh chị và các bạn, những ai mong muốn đầu tư lô đất này, thì cả nhà hãy liên hệ cho em ra cái số điện thoại em ghi trên video nhé. Rồi em xin kết thúc video ạ.